Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em đang có mặt tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành nhà thờ Đức Bà là 35 km và cách bến xe An Sương của quận 12 là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Trong video này thì em sẽ giới thiệu và chia sẻ đến anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất giá ngộp, giá rẻ do chủ đất đang cần tiền cho nên là bán gấp, bán giá rẻ hơn thị trường, rẻ hơn những lô bên cạnh là 120 triệu anh chị nhé. Lô đất ngày hôm nay có hướng nam, nằm cận kề kế bên cạnh là công viên, và ở đây thì nhà cửa dân cư rất là đông đúc rồi. Một lô đất cực kỳ là thích hợp để anh chị mình mua để dành, để đầu tư hoặc xây nhà để ở, an cư lập nghiệp. Diện tích là ngang 5m và dài xuống dưới là 10m, tổng diện tích là 50m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, nằm ngay bên cạnh là công viên luôn anh chị nhé. Vỉa hè rộng 2,5m và lòng đường nhựa 7m chạy thông, ngang 5m, dài 10 là lô này đã trừ vỉa hè rồi anh chị nhé. Ở đây thì nhà cửa dân cư xây rất là đông, giống như là một cái thành phố nhỏ. Những ngôi nhà cao tầng đua nhau mọc lên rất là nhiều. Vị trí này thì đất gò cao ráo, đất có chân cứng, xây dựng tự do. Ở đây đã có sẵn ống nước sạch cho chúng ta sử dụng rồi anh chị. Ngang là 5m và dài là 10m. Mình xây một trệt, một lầu hoặc hai lầu nên thì nó cũng khá là rộng rãi để mình an cư lập nghiệp. Xây lên thì nó sẽ to và rộng như căn nhà hàng xóm kế bên tay trái này anh chị nhé. Ngang 5m, dài 10m và lô này giá rẻ hơn những lô bên cạnh là 120 triệu. Hiện tại thì chủ đang bán với giá 1 tỷ 030 triệu, giá này bao gồm tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh bất cứ một chi phí nào cả. Ngang 5m mình thiết kế xây nhà nó rất là rộng anh chị nhé. Như căn nhà này người ta cũng xây là ngang 5 dài 10 đó anh chị. Và kế bên cạnh đây thì có luôn một cái công viên nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là trữ tình. 1 tỷ 030 triệu cho lô đất ngang 5m, dài 10m ngày hôm nay, nó nằm ở vị trí block, dân cư đông hết rồi. Và ở cái khu vực này thì giá này là rẻ nhất khu vực anh chị nhé. Bởi vì ở những cái vị trí block H khu vực đông dân cư này thì cái giá nó đã lên khá là cao rồi. Lô này thì anh chủ cần tiền cho nên là hạ giá bán rẻ hơn lô kế bên luôn là 120 triệu. Ở đây có một số lô kế bên cạnh người ta đang bán với giá là hơn 1 tỷ 1. Còn lô này thì do là anh chủ cần tiền cho nên bán với giá 1 tỷ 030 triệu bớt lọc và bao thuế phí công chứng sang tên cho khách thiện chí. Một lô đất đẹp không bị lỗi phong thủy anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được video này thấy nó phù hợp nhu cầu của mình, hãy nhanh tay lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline quen thuộc trên màn hình. Biển Xanh sẽ đón và dẫn anh chị mình đi xem cái vị trí lô này cũng như là xem thêm nhiều lô khác nữa nhé.